Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm bài review về nước hoa thật và giả của chai Lancôme La Vẹt này. Chai Lancôme La Vẹt này là một trong những chai nước hoa gọi là best seller của nhà Lancôme. Thì vì sao nó best seller thì các bạn nên dùng thử đi để sẽ biết vì sao người ta lại mua nhiều đến vậy. Thiết kế chai nó đẹp lắm, lại mùi nó cũng thơm nữa, nên được nhiều người mua. Vì nó là best seller nên hiện nay trên mạng mình thấy có rất là nhiều người bán hàng giả. Cái chai này giả cũng rất là nhiều. Họ có rất là nhiều chiêu trò để có thể bán được hàng giả. Tại vì sao họ bán giá? Thì họ mục đích là họ nhằm bán sang cái chai nước hoa giá rẻ để mình thích mình mua. Nhưng thật sự là những chai đó là các bạn nên xem lại nha. Mình không nói là chắc chắn 100% là giả, nhưng mà các bạn nên xem lại, vì trên mạng có rất nhiều bạn bán lừa đảo lắm. Cứ bỏ ra một số tiền mà mua hàng giả hàng nhái thì nó tức lắm. Mình có từng đã bị mua một số hàng giả hàng nhái rồi nên mình không thích cái đó lắm. Đây là chai best seller. Đây là hai cái hộp, một cái hộp hàng giả, đây là hàng giả, hàng giả 75ml và hàng thật là 100ml. Mình không có chai cùng size nên tạm thời mình lấy hai chai này ra mình review. Hai chai nó cũng giống nhau thôi, chỉ là khác size. Đó, thì nhìn cái hộp giả là mình thấy nó xấu hơn hộp thật rồi, lúc nào cũng vậy. Mình thì không có muốn review nhiều về bên ngoài lắm. Tại vì đôi khi các bạn không thể nào mà nhìn bên ngoài mà các bạn phải phân biệt được đó nước hoa giả, trừ khi bạn là người mà dùng nước hoa thật là nhiều và đã dùng qua hàng thật rồi. Và các bạn cũng đừng có nghĩ là cứ quét cái mã vạch này ra sản phẩm là hàng thật nha, hàng giả. Tại vì có nhiều nơi bán hàng họ cứ cam kết là cứ quét mã vạch bảo đảm 100% là quét mã vạch là ra sản phẩm, thì ra sản phẩm đúng là hàng ao, hàng chính hãng, nhưng không phải nha. Hàng giả là quét bao ra luôn nha các bạn. Đây là chai giả. Đây là chai 100ml thật. Này, do thiết kế chai nó dày, độ thiết sinh dày đó nên hơi nặng, mình lấy ra sẵn ở đây. Nhìn vào bao bì trước nha, và nhìn vào miếng đệm của chai nước hoa này cực kỳ xấu, gọi là hàng giả rồi, nên là mọi thứ rất là ẩu và không có được tinh tế. Này, nhìn cái miếng đệm này cực kỳ xấu và giấy đó, cực kỳ kém chất lượng, trong khi một cái miếng đệm của hàng thật giấy rất là cứng cáp. Mọi thứ đều rất là tinh tế. Đây. Mọi thứ rất ok. Đây, bây giờ mình nhìn tới cái chai nha. Đây. Những chai nước hoa giả thì thường màu sắc đó nó sẽ bị phai nhạt theo thời gian. Đây. Màu sắc nó không có được sắc sảo lắm. Đây, các bạn nhìn thử hai chai này nha. Đó. Nhìn sơ đi xong rồi mình sẽ chỉ các bạn cách phân biệt về những cái điểm mà để phân biệt giữa hàng thật và hàng giả của cái chai này. Này, đầu tiên mình sẽ review chai giả trước. Này, các bạn cứ test những cái bên ngoài thôi. Đây. Nắp chai. Thường những chai mà nước hoa giả thì cái nắp á, mình thấy là nó lúc nào một á là nó sẽ bị lỏng. Một sẽ bị lỏng, cầm nó sẽ bị rớt. Lỏng quá sẽ rớt. Này, còn chai nước hoa thật á thì hàng luôn luôn vừa phải, không phải mà nó không có cứng mà cũng không có chặt quá. Nó luôn luôn vừa. Đó, đậy vô cũng mình cảm nhận được, mở ra mở vô nó mình đã cảm nhận được nó
nó vừa tay lắm, không phải dùng lực nhiều. Tiếp đó là mình nhìn xuống cái nơ này, cái nơ để mình để gần cho các bạn dễ quan sát. Cái nơ này đây, cái nơ này, cái nơ dây nơ rất là sơ sài, rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái dây xong rồi nó may một cái miếng nối này ra thôi, rất là đơn giản, nhìn không có đẹp lắm, xấu luôn. Thôi ở đây còn chai nước hoa thật các bạn. Đây, cái nơ nó là một cái dãy, một cái băng luôn, nhưng mà cái băng luôn nha, nó nối liền với cái, nó may liền với cái rìu bên ngoài này. Tiếp đến các bạn nhìn vào cái ống bên trong. Thường những chai nước hoa giả, mình đặc biệt nhấn mạnh luôn là hầu hết những chai nước hoa giả, cái ống bên trong này là nhìn này, nó rất là đục. Cái ốc xịt bên trong đó, nhìn rất là đục. Thứ nhất là đục, thứ hai là nó hơi to, nhìn nó hơi to. Và thứ ba là nó hơi dư. Thường là cái ống chai nước hoa thật đó, thường nó vừa đủ để chạm vào đáy của chai nước hoa này thôi. Đó, chai này đôi khi cái ống là, thấy không? Cái ống nó rất là trong, trong đến nỗi mà bạn không có nhìn vào camera, bạn không thấy được cái, có thể là không có thấy được cái ống bên trong luôn. Nó cái ống này, ống nước hoa rất là trong, các bạn để kỹ mới thấy nó, cái ống rất là trong và cái độ dài của ống đó, nó chạm vừa đủ đáy chai nước hoa. Độ kết cấu thủy tinh bên ngoài mình thấy rất giống chai thật, không khác chỗ nào hết, nên rất là nhiều bạn sẽ dễ lầm khi mua chai nước hoa giả, tại vì nó nhìn nó giống thật lắm, nó giống nè, chai nước hoa giống thật. Bạn mà không để hai chai này kế bên nhau á thì bạn không thể nào phân biệt chai nào là thật. Khi không có để hai chai thật giả kế bên á thì bạn không biết là chai nước hoa bạn mua là chai nước hoa giả đâu, mình đảm bảo như vậy. Khi bạn phải để hai chai kế bên thì bạn sẽ dễ phân biệt hơn, bạn sẽ phân biệt được ngay luôn. Về hình thức á thì mình thấy chỉ có khác biệt như đó thôi, nhưng mà như đó rồi các bạn cũng đủ để phân biệt được thế nào chai thật chai giả rồi. Mình nhắc lại nha, nhất là cái hộp bên ngoài thì mình không có muốn các bạn nhấn mạnh nhiều lắm, đừng có không nhấn mạnh bảo vật lắm, các bạn nên xem bên trong. Tại vì khi mình mua nước hoa mình nói mình kiểm tra thì họ rất là sợ, tại vì khi mà những người mà biết xem nước hoa, biết xài nước hoa, họ xem bên trong họ biết ngay là những chai nào thật, chai nào giả lần. Nên họ rất là sợ mình khi mà nói kiểm tra thật mới mua. Thì họ không bao giờ cho mình kiểm tra. Khi các bạn mua nước hoa bên mình á, mình bao các bạn kiểm tra check hàng đủ thứ luôn. Thật thì mua, không thật thì hàng trả lại. Này, những cái bao bì này. Nhìn rất là xấu. Đây, miếng lót nè. Tinh tế. Đó. Và một số điểm mình nói về chai nước hoa nữa, các bạn nhớ kỹ nha, để tránh mua nhầm hàng giả. Ok, bài review của mình đến đây là